Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đây em dọn xong con Sato Latte nha. Này test luôn nhìn anh xem nha. Con này còn khá đẹp. Có thêm mấy cái nhông nha. Ta xếp dao, xếp chấu. Đủ đầu khoan, đầu trung tâm luôn nha. Con này thì mâm ba chú thần. Mâm sun. Có chứng thắng luôn. Con này đang điện 3.38 nha. Dài 2m, trong tâm 860, lỗ 40, có hầu 6.8, có băng 420, có dao 240, mâm cặp 230, 3 chữ thuận, điện 3 pha 308. Rồi test thử đi, nó có thêm 5 trái nhông ở ngoài, làm sao còn dư nữa. Nó đang tốc độ 1.6, 1.2. Này coi đề là thanh cơ hay là thanh điện này. Thanh cơ 650. Đó. Nó cái 3.4 3.47. Này có 6 tốc độ à? 6 tốc độ. 47. 7. Lồng lên. Này bên ngoài là 2 ngớt, còn trong 3 ra 91. Tập 91 này. 168. Còn khá là êm ái luôn nha. Này, trái phải. Cái phải chưa bắt nè, tắt máy ơi. Chưa bắt à, kéo qua đó rồi sập qua nắm qua đấy. Con này còn dư 2 trái nhông nè, 1, 3, 4, 5 trái nè, 5 trái dưới đây, 5 trái nó là 7 trái, à 10 trái nha. Với nhau khả năng là cũng đủ rồi nha. Chúng ta làm sao nha. Cho nó. Mình cho vô nè, mình rửa ra. Rồi, rửa tự động. Rồi, lấy cái số. Rồi, mình chơi. Rồi. Rồi, lên bên dưới. Rồi, ngọt ngào. Nhẹ nhàng luôn. Đường sai cũng ok. Rồi, cố gắng. Đang chè ngược nha. Đảo lại là chè hùng nha. Rồi, đảo lại. Đảo cái này ngược lại là nó chè ngược luôn nha. Chưa vô. Rồi lại cho đúng. Được không? Rồi. Quay bàn nữa luôn. Còn khá là êm ái luôn. Thứ nhất còn bơm. Băng bàn thì cũng được thôi, chung là băng bàn tạm được thôi nha, nó hơi sức nhẹ thôi, còn được. Hầu ra tới đây, trung tâm tiền như thế này là còn rất là rẻ nha. Nhông, ta xích dao, xích chấu, đầu khoan, đầu trung tâm. Rồi, ok. Anh em có nhu cầu con này thì có gì chốt nha. Giá em để trên tủ đề hoặc là đang dọn con Hanja 600 nha.
con này cũng tương đương như con đó à. Con này ngắn hơn chút, cũng hầu rồi tới thuận luôn, con này chưa có dọn nha, nhưng mà hoạt động rất ok rồi nha. Để em sẽ dọn chạy luôn, em ra con này thì rẻ hơn nha nè, em có nhu cầu có dẻo luôn. Rồi em xin kết thúc video nha, xin chào tạm biệt anh em.